Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại trở lại công việc vườn và chia sẻ với các bạn một câu chuyện mới, câu chuyện về trồng cây. Và hôm nay gửi tới các bạn trồng cây gì thì xin thưa các bạn, hôm nay tôi trồng cái cây hoa này các bạn này. Đó. Và như hình ảnh đang nhìn đây thì nếu tôi có nói không đúng tên mong các bạn thông cảm, thì là cây hoa hướng dương, có đúng không các bạn? Và cái cây hoa này thì phía đằng sau này các bạn này, đó là hướng dẫn sử dụng, gọi là cái lý lịch chích ngang hoặc là passport. Thì cái cây này các bạn nhìn này, nó có chiều cao này, rồi trồng một nửa nắng thì tốt hơn là cả nắng này, rồi hoa thì vào độ nào này. Đấy, về các bạn nhìn thấy là nó có bông tuyết. Đó, các bạn nhìn thấy có bông tuyết này, nó có thể chịu được băng giá mùa đông. Nhưng nó không nói là âm bao nhiêu độ C. Vậy thì cây hoa này ấy, để tôi nhìn lại đây thì nó có là vào từ tháng 8 đến tháng 10. Đấy, cần phải ánh nắng, nhưng nếu một nửa nắng thì tốt. Đấy. Độ cao của cây thì tối đa là 60cm nếu trồng dưới mặt nền vườn. Đấy, thế rồi là cái cây này thì như đây các bạn nhìn đây là nó có bông tuyết thì nó chịu được cái nhiệt độ âm, có là nhiệt độ của mùa đông. Vậy thì có những cái loài cây nó đề là âm, trồng được độ âm 5-10 độ các bạn ạ. Có những loài cây thì nó đề trồng được âm 15-20 độ, và có những loại cây nó đề là âm 20-25 độ. Thì có những câu chuyện tôi đã từng kể với các bạn rồi, đúng không? Cho nên là nếu khi mua cây về để trồng, các bạn trồng mà nó đúng cái hướng dẫn sử dụng mà mình cần, là trồng cây qua mùa đông, mà mùa đông ở vùng mình nó âm 5-10 độ mà chọn được cây âm hơn 10 độ thì tốt. Nhưng cái vùng của mình sống mà nó lại âm nhiều năm, nó âm lên đến 20-25 độ C mà cây của mình chỉ để là âm 10-15 độ C thôi, thì có những cái góc vườn, góc hiên nhà các bạn trồng có thể nó vẫn sống được, bởi vì là nó kín gió. Tôi ví dụ như thế. Thế nhưng mà có những cái năm mà âm lớn như thế, mà cây của chúng ta cho phép âm 10-15 độ, mà thời tiết bên ngoài mà lại âm lên đến 20 độ, âm 20 hoặc là âm 25 độ C, một vài hôm thì có thể không sao, nhưng mà kéo dài vài tuần thì có thể cây nó có thể cũng chết. Và vì như thế cho nên là lúc mới trồng cây, trồng hoa thì tôi cũng thiếu kinh nghiệm các bạn ạ. Cho nên nhiều khi thì cứ thấy nó đề là cây trồng qua mùa đông thì cứ mua thôi. Nhưng mình thì không tìm hiểu kỹ là có những cây thì nó chịu được độ âm bao nhiêu, ít hay nhiều, đó là vấn đề quan trọng các bạn nhé. Trong cái góc tiểu cảnh tôi đang ngồi, các bạn nhìn đây, ở bên mép hiên nhà thì cái phần này, hai bên phải trái của tôi là hai cây cẩm thụ cẩm. Cái cây này nó khuất, các bạn có nhìn thấy không? Cây bên phải khuất. Chỗ này là lúc trước tôi trồng một cái bụi cây, cây quải hương các bạn ạ, cây quải hương. Đây là cái phần tiểu cảnh đã hoàn thành. Và cái cây này của tôi ấy, thì là nó cũng bị chết, do một là mình chăm sóc cái phần này nước nó nhiều quá, hai là thời tiết nó lạnh quá các bạn, như tôi từng kể các bạn một vài câu chuyện, và nó bị chết. Và vì như thế thì chúng ta trồng lại thôi. Rất không may là thời tiết nó âm nhiều quá mà không may cây nó không chịu được, thì để trồng lại với cây là rất tốn thời gian của các bạn và rất là tốn công sức tiền bạc. Cho nên nếu mùa đông chúng ta bảo vệ được cây, như các câu chuyện về mùa đông chia sẻ với các bạn cách bọc cây, cắt cành lá cho nó phù hợp vào từng giai đoạn, là của bắt đầu vào thu, cuối thu hay là vào đầu xuân thì rất là quan trọng các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy tôi phải bỏ những viên đá này ra. Đó là cái phần tiểu cảnh, phần tiểu cảnh mà tôi đã làm. Thế thì phải lấy hết vỏ cây ra các bạn ạ. Cái chậu cây này thì các bạn nhìn thấy khuôn khổ nó bé, trồng một tí là xong thôi. Đấy, nó rất dễ trồng. Thế nhưng mà nếu là những cái chậu cây lớn, chẳng hạn như là những cái cây lâu niên lớn, hay là trồng một bụi hồng lớn chẳng hạn, thì là để đào đất lên trồng lại một chậu cây khi tiểu cảnh đã hoàn thành, nó làm cho các bạn khó chịu, đúng không? Nhưng mà mới trồng cây một vài năm ấy, thì là nhiều khi kinh nghiệm mình cũng thiếu, mà nhất là những nước ôn đới lạnh. Câu chuyện tôi đang chia sẻ với các bạn ở trên kênh YouTube Vườn Quanh Xin Xét.
Nước tôi sống là ở Cộng hòa Séc, nằm ở phía đông của châu Âu. Nước tôi cũng khá lạnh về mùa đông các bạn. Khá lạnh về mùa đông. Bình thường thì nó âm khoảng 10-15 độ. Nhưng có những năm nó âm lên đến hơn 20 độ C ở vùng của tôi, nhưng nó khá lạnh các bạn. Đấy, và cái phần tôi đang trồng cây này thì nó cũng không có nhiều đất các bạn. Và ở đây thì nó có cái chỗ tôi đang trồng cây này nó có ít nắng các bạn, chỉ có nắng buổi sáng thôi. Đấy, còn buổi chiều thì có phần nhà nó che rồi. Đấy, cho nên là nó gọi là một nửa nắng các bạn ạ. Nếu mà mình chọn cái cây mà trồng một nửa nắng ấy, thì mình trồng ở những cái chỗ góc hiên góc nhà như là các bạn nha. Những cây này tôi trồng nó bé các bạn, cho nên là chỉ sửa tí kiểu cảnh thôi, là lấy đất lên ở đây cũng dễ thôi. Cái phần đất này của tôi ở phía dưới nó không được đẹp các bạn, bởi vì hai bên nó là 20 mét bê tông, tôi tận dụng để trồng thôi. Bên là chân rộng có bê tông, một bên là lát gạch của phần sân. Và trước cửa nhà thì cũng là bê tông, nó chỉ còn lại một phần đất thôi. Khi các bạn trồng cây thì các bạn tìm hiểu thêm cả các cái loại rễ. Có những cây thì mình trồng xuống rễ thì nó ăn sâu xuống mặt đất các bạn ạ. Có những cây thì rễ nó ăn ngay, và có những cây thì rễ nó lại ăn lên phía trên mặt đất ấy. Đấy, thì là khi các bạn trồng các bạn tìm hiểu thêm cả cái phần rễ của cây nữa các bạn ạ. Tôi đang lấy lên phần đất thì nó cũng có cả cái phần đất cũ nó vẫn còn màu đen này các bạn này. Đó là mình đã chọn cái đất chuyên dụng để trồng các bạn ạ. Nhưng mà nhiều khi thì do thời tiết các bạn ạ, trong vườn quanh CZ thì xin thú thật với các bạn là trồng khá nhiều cây ở khu vườn phía trước, khu vườn phía sau, khu vườn đầu hồi, khu vườn rau, khu mặt hiên nhà. Đấy, thì đã có khu trồng được 3 năm, có khu 4 năm, có khô thì mới sang năm thứ hai. Nhưng mà phần cơ bản thì cây và hoa thì là vẫn rất là xinh tươi, vẫn gửi tới các bạn trong các cái video như mọi khi. Nhưng mà mùa đông của năm 2020 nối sang mùa xuân của năm 2021 thì vùng tôi sống là mất 3-4 tuần âm lên 25 độ C các bạn về đêm. Thành ra năm nay vườn ngoài CZ cũng thiệt hại với một số cây trong chậu các bạn ạ, và một vài cây ở ngoài vườn cũng bị chết các bạn ạ. Thì là phải thay. Thì như câu chuyện đang chia sẻ với các bạn đây thì là cái cây oải hương các bạn ạ. Đấy, trồng ở chỗ này thì nó cũng chết, thì bây giờ phải thay thôi. Thì thay một cái cây ấy, thì là cái cây thì không lớn lắm, nhưng mà cái hố đào thì cũng cần phải đủ rộng để cho nó có một cái lượng đất tơi xốp, nó có thể thích nghi cho cây trồng ngay. Phần này của tôi không đào được sâu xuống dưới các bạn ạ, vì là dưới nó nhiều đá, không đào được sâu xuống dưới. Đầy cái xô này rồi các bạn. Đấy, các bạn nghe cái tiếng tôi xúc ở dưới cũng có nhiều đá các bạn, lấy xô xuống dưới. Cho nên là cái phần đất này tôi từng kể chuyện với các bạn, chăm sóc các cây hoa hồng đấy, là cái phần đất này tôi trồng ấy, cây nó không được khỏe như ở giữa vườn hoặc các khu vườn khác, bởi vì là nó dưới đất nó không được đẹp các bạn. Và sau khi lấy hết đất lên các bạn,
bỏ cái đất cũ đi, loại cái đất cũ đi. Và bây giờ sẽ trồng cái đất mới các bạn nha. Trồng cái đất mới các bạn nha. Thì là cái loại phân thì là trong lúc trồng cây thì tôi vẫn cứ dùng cái bao phân bò này các bạn ạ, phân bò nguyên chất ấy, thì nó hơi ngược các bạn nhé, mình sẽ giới thiệu các bạn nhiều rồi đúng không, thì là cái phân bò nguyên chất như này hạt nó còn rắn nguyên này các bạn này. Đó thì đó gọi là phân hữu cơ, thì tôi cho một cái lượng vừa phải như các câu chuyện đã giới thiệu các bạn rồi, 200-300 gram gì đó. Thì sau đó phải trộn đều nó lên. Trộn đều nó lên với đất mới các bạn ạ. Đánh đều nó lên rồi mình trồng thôi. Đó, và bây giờ có thể bóp cây ra trồng được rồi. Cây này thì nó bé các bạn ạ. Trồng tí là xong, đơn giản đấy, bầu cây nó như này các bạn này. Đó. Đơn giản thế thôi. Tôi bỏ trong đất này ra, ra. Trồng là xong rồi. Câu chuyện hôm nay chia sẻ với các bạn về trồng một cái cây mà tôi nói tên hoa có thể nó không đúng thì mong các bạn thông cảm, nó là cây hoa hướng dương, biết nó có phải không, trông hình thì giống như thế, tôi cũng không nắm được cái loài tên cây loài hoa nhiều, mong các bạn thông cảm. Mục đích chính để nhấn mạnh với các bạn là nếu chúng ta trồng những cây ở ngoài vườn và xác định để trồng sống qua được mùa đông mà là mùa đông của châu Âu, những nước rất lạnh, thì chúng ta phải tìm hiểu về cây, chọn cây, hướng dẫn sử dụng cho nó đúng, là độ ẩm được bao nhiêu để phù hợp với vùng của mình sống để mình trồng, khu vườn của mình để mình trồng thì là cái cây nó thuận lợi hơn. Và mùa đông thì chúng ta dùng phương pháp là bảo vệ cây, có nhiều loài cây mới trồng xong chúng ta cũng phải bảo vệ nó bằng cách bọc vải cho nó, nếu là những cây thân gỗ lâu niên hay là những cây mới trồng được 1-2 năm rồi sau đó nó có đủ sức sinh trưởng rồi thì chúng ta không cần phải bảo vệ nó như thế nữa. Và cái đất tôi đang trồng đây thì nó rất là đất rất là xốp các bạn ạ, thì mình ấn nó xuống cho cái gốc cây nó chảy các bạn ạ. Rồi sau khi trồng xong như này thì các bạn trả lại cái vỏ cây phần trên cho nó giữ ấm mùa đông, giữ ấm mùa hè, nó đẹp về cảnh quan. Rồi chúng ta tưới nước thôi. Đấy, là tí nữa tôi sẽ dọn những cái phần này sau. Cái vỏ cây nãy tôi lấy nó lên các bạn ạ. Bây giờ lại trả lại cho nó thôi. Sau khi mới trồng cây thì ta có thể tưới nước cho nó đẫm rồi các bạn, mà tùy theo loài cây là nó ăn nhiều nước hay ít nước, để chúng ta tưới nước định kỳ theo ngày theo tuần, có những cây thì nó ăn ít nước các bạn ạ, mà chúng ta cứ tưới nhiều thì cây đó nó cũng không khỏe được, gây ra sự ẩm thấp nhiều cho cây, có khi nó là làm cây sâu bệnh về lá. Nhưng có những cây mà nó cần ăn nhiều nước mà chúng ta lại tưới ít thì cây đó nó lại yếu các bạn. Thế còn phần lớn những cây trồng thì nó cần phải có ánh sáng, có nắng đủ thì cây nó mới khỏe được các bạn ạ.
Còn nếu thiếu ánh nắng ấy, không được một nửa nắng thì cây cũng dễ sinh ra sâu bệnh lắm, nhất là những cây hoa hồng các bạn ạ. Vậy các bạn nhìn thấy tôi đã trồng xong một cái cây. Và bây giờ trả lại cái phần tiểu cành cho nó bằng phủ vỏ cây lên trên. Để lại những viên đá này. Đấy, xếp bên mép. Những cái viên đá này tôi xếp bên mép mép vườn như này là cũng có ý của nó các bạn ạ. Một là cho nó thêm về cái cảnh quan nó đẹp các bạn, hai nữa là chim ấy. Thì đến mùa hè chim nó vào nhiều lắm các bạn. Thì nó cứ giẫy tung cái gốc cây này lên và những cái vỏ cây này nó rãi đầy ra sân. Thì có cái hàng đá này nó giữ thì nó cũng đỡ, bắn ra ngoài thì mình đỡ phải dọn liên tục các bạn ạ. Thì đó các bạn nha, đã chia sẻ các bạn câu chuyện về trồng cây hướng dương. Và trong câu chuyện hôm nay, hy vọng nó có một phần nào đó nhỏ nhỏ hữu ích để gửi tới các bạn mới trồng cây trồng hoa và yêu các công việc trồng cây trồng hoa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với kênh YouTube Vườn Hoa TZ. Bây giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay các bạn rồi. Kính chúc bạn nhiều sức khỏe, kính chúc bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện sau. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.